Chỗ quán phở siêu sạch ở phố Mạc Thái Tông nhá. Phở siêu sạch. Quay đi. Đây bằng giá phở nhá, tay 9 30k, phở 9 30k, tay 9 35, tay nạm 35, tay gầu 40, tay lăn 40, bắp lăn thổ cẩm 40. Rồi, cảm ơn. Tay 9. Quán phở tài chính nó mới mở nhá. Tiêu tiêu bắp chanh này. Bò chín nhá, thịt bò chín rất là ngon. Đây là thịt tái, thịt tái nhé, thịt tái thái nhỏ, thái mỏng, chan nước lên, bánh phở, phở này nó giòn, ngon. Phở ngon không? Đây bát phở tay chín. Đâu thử tìm nước nhé, thử tìm nước này. Thank you.
Các bạn xem video nhớ bấm vào đăng ký để ủng hộ kênh của mình nhé. Mình xin cảm ơn.